Thì mình nói về phương diện cái tình cảm thì khán giả trên này cũng trách chị dữ lắm, cũng Đúng nói vậy rồi. dữ lắm. Đúng rồi. Nhưng mà tại vì đó là cuộc sống gia đình của chị, mình thì cũng không can thiệp được, mình chỉ phần nào mình giúp đỡ một phần nào đó Không, của chú chị. tại vì tôi á, thì tôi cũng nóng thì tôi nói vậy thôi, chứ ba tôi thì lúc nào tôi cũng rước về tôi nuôi mà, chứ đâu phải tôi bỏ đâu. Thì tôi nóng thì tôi nói vậy thôi, chứ không lẽ tôi Mình sai bỏ. thì mình nhận cái sai. Thì tôi sai thì tôi nhận cái sai, chứ Em hồi nói đó giờ chị. tôi đâu có bỏ ba tôi đâu. Hay bỏ ba tôi là tôi đâu có rước về, người ta cho hay tôi rước về đó, ở Long Xuyên rước về đó, Nhưng mà mà nhưng cái mà tôi bữa không có mày tiền nói tôi là làm có việc tiền mày thôi. nuôi, không tiền mày không có nuôi Chị biết nè, không, tôi cái làm câu sai. nói á, mà chị nói có tiền chị mới nuôi mà không tiền chị mới nuôi á, là cộng đồng người ta bức xúc vô Bức cùng xúc luôn. Em nói chị á, người thì ta nè sai là mày phải đứng ra nhắn tin nè, người ta sai. gọi điện cho em nè, người ta nói chung là nói thẳng luôn là chửi chị Giờ đó mày sai mày phải đó. đứng thì cộng tôi đồng thì mày phải là mày vô tù đó, mày thì tôi sai. có sai đó, tôi chịu chấp nhận tôi sai đó, mà nhưng ba tôi thì tôi cũng phải nên nuôi, nghèo khổ cũng phải nuôi, nhưng mà tôi không có trách ai chứ, tại mấy người ở xóm này thấy tội nghiệp thì điện cho Vậy chú vậy đó đó, chị chứ à, tôi ủa không nhà tôi á có, thì vậy à, không phải người người ta ta nó đâu, lao cha tôi nằm bển động, thì chắc tôi là cũng con rước chó này về. là nó phải lao động. Tôi không có tiền thì tôi không có ở nằm viện nữa, thì tôi cũng rước về tôi nuôi, ông cũng lo cho ông. Thì chạy dặn thì nói vậy, phiên ông không được thì thôi, chứ sao giờ thì cũng lo, chứ không lẽ giờ bỏ chứ ai lo, giờ ai lo cho mình đây. Ông cũng ỉa chứ đái cũng vậy đó, cũng bình thường vậy mà chay ra mà lương như đái ngoài không mà bận tả gì đó, mà cũng xịt cho ngoài đái mới giặt mùng đó, Có cơm giặt nước mùng gì mình không? á, cơm gỏi trơn rồi, xong xuôi trơn rồi. Ủa sao em thấy cái chân chú sưng cái gì vậy? Bị sưng hả? Nó sưng một bên vậy đó, Sao mà sưng vậy? kiểu ổng ngồi xuống đây là nó sưng bên vậy đó, còn ổng nằm thì thôi nó hoạt động nó cứ sưng ha, còn ổng ngồi xuống đây là nó tồn nữa, nó sưng bên vậy đó. Chưa hôm qua đấy cha nói con nghe có ai có một xe bục bả đó quăng quăng cái nằm ở đó đó gì hả, ai xé ai xé ai có ai không biết nằm bên đó, ổng xé xé là để không nằm nói bên gì, đó, đó. ổng xé là không nói gì đó, ổng xé là không nói gì đó. Rồi ba ngủ giấc chưa giùm mình tới vậy đó. Ổng xé ra mà ổng nói gì đó. Cho nó đi để chân rồi. Ổng xé ra mà ổng nói gì đó. Cái bột tả của Ông bên đây kêu là á, ông khác. kêu á, gặp chú á, mượn tiền chú đặng mua thuốc cho tôi uống, ông nói gì nữa. Bây giờ muốn mua chú cho chú uống như thuốc có á, là bắt buộc phải ba có ba ba gì sao chú nói sao? Đi 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 suối á. Chứ ai mà không có tay già cả ấy cả. nó Đã nó suối xíu nha. Nhưng mà tả qua không biết dùng đồng đó. ổng xé ra mà ổng nói gì á, ổng xé ra cũng như ổng không có được bình thường rồi hay gì á. Người tả của chú làm sao ai xé được, ổng nói trong trong quần người sao ai xé được. Ổng nói xé liền rồi đó. Dạ cô, ông lấy gặp chú mượn tình tiền hình chú ổn mua không? thuốc cho tôi uống, Thì ông lấy cũng đỡ cũng được, nhưng mà bữa nay là ông sạch sẽ. Ông đái thì ông cũng đái có tả rồi mà có tả, mà ông bận nguồn cục thì ông móc ra ngoài ông đái ướt chiếu hết trơn, ướt chiếu với ướt mụn hết trơn, rồi giặt ông đưa cho bạn đó. Hôm nay để là đây em cho tính chú ăn, để đây cho chú ăn. Hôm nay là em tính mua quần áo cho chú nữa, nhưng mà hiện tại là em đi hơi trễ nên là em cũng chưa có biết mua gì, hả? nên bây giờ ngày hôm nay là Hiếu mua tả cho chú trước rồi đã nè. Em mua là ba bịch luôn, ba bịch tả luôn, là tả một người già đó ha, người già chuyên người già nè, không biết là cái này bao nhiêu miếng à, mà tả quần 10 hết miếng là tả giá, tả quần hết là tả giá không biết nào Hiếu, đâu chị coi tả coi giá tả này nói tả làm sao người em không già có rành. thường thường giá Dán chiếc chồng quần này cũng hơi khó tả nè. là tôi mua đó là 70.000 đó, bịch đó mà tả dán đó, rồi cái này Chị dán coi cái này là bao nhiêu, cái này chắc thì cũng y gan vậy, mà không biết cái size này cái size bự hay size nhỏ nữa, này chị size mua nhỏ size nhỏ hay size bự? Size bự kìa nè, bự, cái này bự rồi, bự không biết bự rồi, cái này bằng kia được gì rồi, được rồi, cái này được rồi, nhìn là biết rồi đó. Là một một cái bịch vậy là chị xài bao lâu, ba bữa ông xài 10 bao miếng đó. Lận Ông xài có ba bữa, sao ba bữa dữ vậy, là sao cũng xài như dữ vậy? là biết sao không, chiếc sáng miếng là 2 miếng rồi, chiếc chiều 2 miếng, chiếc trưa là ổng có ẻ là 2 miếng nữa vậy đó. Trời ơi, 3 ngày mà 70-80 ngàn. 70.000 đó. Bởi vì tôi bớt bụng tôi mua đó, chứ tôi không có tiền, tôi khổ Nhưng lắm, tôi mà bây giờ có tả mà thay liền liền cho ổng để nhiều khi. Không, mà thay liền liền gì? Chừng nào ổng đái rồi bà mới thay, chứ không có đái thì sao bà thay được, thay ra cái tả bỏ sao? Dạ, là cái ổng đái tả rồi mày, ổng kêu mày
Không, hồi trưa này ổng kêu nghe, hồi trưa này ổng kêu, hồi tôi nói ngọt ổng, hồi trưa tôi nói ngọt ổng vậy, nói gì nè. Bây giờ con khổ lắm ba ơi, con không có tiền mua tá, giờ ông đái ông kêu con, ông bỉa ông kêu con nghe. Cái ông kêu hồi trưa ông kêu đó, hồi trưa ông kêu với nó, ông nói giờ tao ỉa rồi. Thằng cháu ngoại nè. Còn con kia đâu, nhỏ kia đâu? Nhỏ kia gửi chứ tôi đẩy được một ít bữa. Đâu đâu, còn hai đứa cháu nào đâu? Hai đứa cháu nào mà? Con này gửi làm sao này với còn bé nhỏ nữa hả? Bé nhỏ còn nhỏ. Đó em mua cho chị ba bịch này nè, thì chị cứ xài đi ha. Mình đâu có tài tả đâu. Em cứ xài đi. Con quỷ đó. Có hai con quỷ, ông nói là ông có hai con quỷ. Nó suối không? Ông ngủ không có nửa đêm là ông nửa đêm là ai, ông nói ai gõ cục cái chổng ông ngủ không có được. Ông nói gì đó. Là tôi ra nửa đêm là tôi ra chừng hoài luôn, bia tôi ra suốt luôn đó, tôi không có ngủ mê. Ra suốt luôn đó. Em nói gì nghe nè. Mấy ngày nay đó hai đứa ám ảnh trao ngoài à. Ám ảnh hả? Niệm Phật đi, ông có niệm Phật không? Ông có niệm Phật không? Niệm Phật đi, niệm Phật đã đi mất tiêu hả? Cái cha là đâu có gì vậy chị? Chú ăn uống được không? Được, ăn cơm nhiều lắm, ăn một tô gì nè. Ăn một tô bự gì nè. Thì ăn cơm được. Ăn cơm với thịt kho với xà chín cho ông ăn. Sao hôm nay chân cẳng sưng mà? Không, ổng để xuống đây là nó sưng, nó còn nằm lên chảnh. Nằm lên chảnh là nó không có sưng. Ổng nằm trên giường là nó không có sưng. Ông nội này có thuốc men đầy đủ là hết. Bây giờ cái thuốc của chú á, bắt buộc em có phải có cái to hay là cái gì đó mình đưa cho bác sĩ người ta mới lấy thuốc được. Còn bây giờ mà nói cái thuốc đó thì nó cũng chuyên đặc trị một thứ mà. Nằm bệnh viện á là khó. Người ta đang theo dõi thần kinh ổng mà giờ tôi không có tiền tôi trốn về. Tôi nói với bệnh viện bác sĩ luôn, giờ tôi không có tiền tôi trốn về chứ tôi không có nằm viện, tôi không có tiền. Rồi. Đây không có tiền lo cho ổng. Sao mà chú khóc nữa rồi? Hả? Ông có bây giờ có cô chú trên này người ta tiếp người ta lo cho tiền tả sữa cho mà tôi là tay nè, tôi kêu khái này với tôi đổ ngắn đâu. Tôi kêu nó ảnh mà suối nó suối tôi cắn hay tôi đâu cắn đâu, nó suối ông nói tôi có người suối tôi con gái hay tại nó bị làm dây tôi hay được hai tháng. Khóc một cái nhà. Chú có mua quần cho ổng, chú mua quần đen á, màu tối á, cho nó đừng có dơ. Mua quần là mua quần đen màu tối ha. Ông về là ổng bốn là mua đồ đó mà ổng như là cái dạng ổng bứt cái nút áo, nút khảo phi đó, ổng bứt ra hết trơn à. Ổng bứt rồi cái nó hở cái phi đó rồi ấy không ấy lại không có được, nút áo phi á chú. Chú nói sao chú nói con nghe coi. Nói gì chú? Chú nói sao chú nói con nghe coi. Họ đẻ ra là giá giờ ha, tôi chết đứa hồn à, giờ có tài dương rồi á, có tài không? Bây giờ ông nói là đẻ cái không có tật mà giờ cắn có tật. Là ổng hối hận ha, ổng cắn hối hận ha. Tại con tôi vậy mà bây giờ không có tiền mà thuốc. Không tiền mua thuốc cho nó. Không tiền mua thuốc uống à, cắn gì rồi là không tiền mua thuốc uống à. Ông nói ông gặp chú. Con cho tiền rồi mà. Ông gặp chú ông mượn tiền rồi mua thuốc. Con cho tiền mua thuốc rồi. Con cho tiền mua thuốc rồi nên là chú yên tâm. Ông lo bệnh, ông đi ông đừng lo cho nó, ông đừng lo cho nó. Kính thưa cả nhà thì mình nói về phương diện cái tình cảm thì khán giả trên này cũng trách chị dữ lắm. Cũng nói vậy dữ lắm. Nhưng mà tại vì đó là cuộc sống gia đình của chị. Mình thì cũng không can thiệp được. Mình chỉ phần nào mình giúp đỡ một phần nào đó của chú tại chị. Tại vì tôi á, thì tôi cũng nóng thì tôi nói vậy thôi. Chứ ba tôi thì lúc nào tôi cũng rước về tôi nuôi mà. Chứ đâu phải tôi bỏ đâu. Thì tôi nóng thì tôi nói vậy thôi chứ không lẽ mình tôi bỏ. Sai thì mình nhận cái sai. Thì tôi sai thì tôi nhận cái sai chứ. Hồi đó vậy. Giờ tôi đâu có bỏ ba tôi đâu. Hay bỏ ba tôi là tôi đâu có rước về. Người ta cho hay tôi rước về đó, ở Long Xuyên rước về đó mà nhưng mà tôi không có tiền tôi làm việc thôi. Chị biết không, cái câu nói á, mà chị nói có tiền vậy mới nuôi mà không tiền vậy mới nuôi á, là cộng đồng người ta bức xúc vô cùng luôn. Em nói chị á, người ta nè nhắn tin nè, người ta gọi điện cho em nè, người ta nói chung là nói thẳng luôn là chửi vậy đó. Đó. Thì tôi có sai đó, tôi chịu chấp nhận tôi sai đó, mà nhưng ba tôi thì tôi cũng phải nuôi, nghèo khổ cũng phải nuôi. Nhưng mà tôi không có trách ai chứ, tại mấy người ở xóm này thấy tội nghiệp thì điện cho chú vậy đó. Chứ tôi không có, không phải người ta đâu, cha tôi nằm bển thì tôi cũng rút về. Tôi không có tiền thì tôi không có ở nằm viện nữa, thì tôi cũng rút về tôi nuôi, ông cũng lo cho ông.
thì trại dặn thì nói vậy, phiên ổng không được thì thôi chứ sao giờ, thì cũng lo chứ không lẽ giờ bỏ cho ai lo, giờ ai lo cho mình đây. Ừ, một cái câu nói của chị mà khán giả muốn tới đây nè để nói chuyện cho chị rõ luôn, hiểu luôn. Đó, mà chị, khán giả vừa gọi điện chị, vừa nhắn tin cho em, chị biết chị hiểu luôn đó chứ. Sao không hiểu, mà tại chị mà đau quá nóng quá thì lúc nào chị cũng phải nói vậy rồi chứ không lẽ giờ bỏ cha giờ. Chị hồi cấp không có thí dụ không có cưng á, mấy chị không có điện cho cưng á thì chị cũng nuôi bình thường chứ có gì đâu. Cái kênh của em là chuyên về thiện nguyện. Người ta la em nói cái chuyện như vậy nè, sao em đi quay làm gì, người ta cha người ta không nuôi rồi, không lẽ giờ đưa cộng đồng mạng nhảy vô người ta nuôi, đúng không? Em cũng đừng nên quay mấy trường hợp này, thì khán giả người ta yêu cầu mình như vậy đó, tại vì cái kênh mình chuyên làm thiện nguyện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn thôi, còn đây là chuyện cá nhân trong gia đình và đau, người ta không có muốn mà tại vì con ruột mà không nuôi đó không, thì tự nhiên sao bắt cộng đồng mạng vô nuôi làm gì, ai mà làm điều đó, đau đó đúng không? Đó thì nhiều của chú anh chị nói là bây giờ chị muốn đòi bao nhiêu tiền người ta cũng không giúp được đâu. Đó tại vì bây giờ thí dụ mấy chú không giúp đỡ thì tôi cũng lo cho ba tôi cũng không được gì chứ, lo nghèo theo nghèo. Rồi chú siêu khoan đợi chút xíu đi rồi em nói chuyện gì đó sao. Thì nói chung là cũng có người thương người ghét. Đúng rồi. Thương là không phải thương chị nha, em nói thẳng luôn ở đây là không phải thương chị mà thương cho cuộc đời của chú. Thương cho ba. Thương cho cuộc đời của chú. Và cũng cũng tội cho cuộc đời của chú là chú ngày lúc trước á, chú đã không có tạo một cái cuộc sống tốt, thì nên ngày hôm nay chú mới nhận được cái như vậy, thì là cũng trách là trách chú. Sao mà lấy mấy tả rồi cho má. Và cũng thương là thương cuộc sống của chú hiện tại bây giờ, thì có một người chị cũng gửi cho em một số tiền nhỏ nhỏ để mà em phụ giúp chị mua một ít tả cho chú nè. Rồi đợi một ít bữa nữa là cũng mua, nói chung là mua tả, mua cái vật dụng nhỏ rồi mua quần áo cho chú nữa. Đó, đó là cũng là một số của chú anh chị người ta thương. Tả mà hiểu không? Bánh, bánh hả? Có tay chú ơi. Tay. Chú ơi, mời chú ăn. Mời con ăn luôn hả? Thôi ăn đi, con ăn hết rồi, ông ăn cái gì? Mời cũng mời tôi nữa. Con tôi vậy đó, tôi làm vậy đó. Nhưng mà con nói chú nghe nè, thôi mai mốt á, có buồn có giận gì cũng thôi, đừng có cắn chị ha, đừng có đánh đập hay là đừng làm gì chị. Vô cút một quýt tôi thôi, tôi đừng đẩy mà, tôi coi luôn quýt cha đấy coi, thôi. Rồi chú yên tâm đi, con sẽ nói với hàng xóm nói chuyện này, không có cho thì đó là không cho chị quýnh chú nữa. Nếu mà chị quánh chú nữa là con sẽ nói cái chuyện này với bên địa phương, rồi sẽ xử lý vấn đề này ở bên pháp luật, nó giải quyết ngắn gọn rồi chú yên tâm đi ha. Đó thì nội trong ngày hôm qua em đăng lên cũng rất là nhiều của chú, mấy trăm người là người ta cũng đều la chị, về bên tình cảm là người ta đều la chị hết. Thì sau một cái câu chuyện này là chị cũng đã hiểu. Là sau cái câu chuyện này là chị cũng đã hiểu là mình đúng hay sai. Và kể cả con của chị đang làm thành phố luôn, là cũng về cũng điện cũng nói chị là mình không có đúng. Nó la tôi đó chứ. Là tôi nó nói mẹ nói chuyện gì kỳ cục á. Đó là do ngoại ông nói vậy bà xấu hổ bà không? Là chị biết không, cả sớm cả giềng này, kể cả con của chị luôn, là cũng không đồng tình với chị cách chị làm như vậy. Thì mình cũng hiểu ra rồi là đúng cái sai cái nào rồi. Đó. Đó giờ khán giả cũng có người thương người ghét, nhưng mà đa phần là 90% là ta đều ghét hết trơn rồi. Lấy thuốc cái bố đi. Uống rồi mà nó còn đau. Tay nó còn độc lắm. Đó, nghe không? Lo cho chị thấy chưa? Ông nói là để, cắn cái sáng thôi, cái sáng đó, cái nọc người ta nó độc đó, ông nói vậy đó. Ông nói vậy đó. Cắn cái này đó. Cũng mạnh lắm nè, nó mới dập nát luôn nó. Đâu có cắn rồi xịt máu ra liền đó, cắn rồi là xịt máu ra liền nè. Trường An đắp thuốc cho tôi nè. Đó cả nhà. Mình ngày hôm nay mình giải quyết cái câu chuyện này nó cũng tương đối là tạm ổn rồi. Bây giờ nè, có em đây, có cô chú, mọi người ở xóm giềng đây, và cũng có con chị sau nhà. Bé nó không tiện ra mặt thôi.
Thì bây giờ chị lên cộng đồng chị nói sao cho mọi người nghe nó mát ruột cái đi. Rồi nếu mà cô chú anh chị mà có xem được clip này, có cảm thấy mà chị có ăn năn hối cải rồi, mà mọi người có giúp được chị cái gì thì chị lên chị nói với mọi người đi. Em sẽ không can thiệp nữa. Tại vì tôi bữa đó tôi cái tay tôi có ổng cắn tôi đau quá, tôi nóng thì tôi đuổi ông đi, tôi nói bậy bạ vậy chứ tôi cũng giận chứ giờ tôi cũng lo cho cha tôi chứ đó giờ cũng rước về nuôi chứ đã bỏ đâu giờ. Thì tôi xin lỗi mấy người cộng đồng mạng, tôi không biết tôi nói tôi sai, giờ tôi có lỗi, tôi xin lỗi cộng đồng mạng bỏ qua cho tôi, cũng thông cảm cho tôi cũng khùng khùng, tôi nói bậy bạ tại vì đau quá trời đau rồi không biết nói sao chứ. Tức giận ha. Tức giận thiệt chứ, chảy máu xịt ra vậy đó. Bởi vì mình cũng nên nghĩ lại, tại vì ngày xưa mà lúc mà chị còn nhỏ đôi khi chị cũng giận cũng chị cũng cắn chai như vậy. Không có mà tại tôi nói với chú ở bên Long Xuyên á, người ta cho hay tôi đi qua bánh rước thì tôi cũng rước về tôi nuôi đó chứ đâu phải mà như tôi bỏ ổng thì tôi bỏ lâu rồi chứ tôi rước về làm gì phải không? Có như mà... tôi bỏ là tôi bỏ rồi, tôi đâu rước ba tôi về làm gì. 90 cây rồi. Bởi em nói chị bây giờ chú hôm nay cũng lớn tuổi và chú đang bệnh vậy, em nói thẳng luôn là chú không còn bao nhiêu năm nữa đâu. Nên chị không còn cực khổ bao nhiêu năm nữa đâu. Nên thôi còn bao nhiêu ngày tháng nữa cứ nuôi đi cho trọn. Ai ở đây ai cũng khuyên đó, ai cũng khuyên nói gắng nuôi đi thì bà nuôi nữa thì cháu ngoại bà nuôi là bà. Còn bà bỏ ổng thì cháu ngoại không nuôi. Đúng rồi. Thì ai cũng khuyên vậy cho ai cũng thương. Mình đó. Còn con còn cháu nữa. Rồi ai chị cũng thương, mà ai cũng nói thấy cái cảnh này rồi mai mốt con cháu thì nó đối xử như vậy. Sớm đây là người nào cũng thương nói vậy đó, nói thôi gắng bóp bụng mình nuôi đi. Hồi sáng này ha, bắt đầu đái ha. Ướt cái quần ha, ướt cái áo ha, ướt cái chiếu hết trơn, ướt cái mùng luôn. Ông đái, ông dạch ra, ông dạch ra ngoài, ông đái không à. Bệnh cấp đó, ông rối loạn rồi hết trời. Ông dạch ra ngoài, ông đái không, mình sáng dạch cái mùng đó. Bữa nào ông dạch hết trơn đó. Ngày hôm qua, ngày hôm kia thì ông ỉa thì ông chay trên giường hộp. Còn ngày hôm sáng này là tôi làm mình ơn, tôi chồng tôi ngủ rồi tôi lại có một tay à. Là mình ơn là giặt ba chiếc chiếu hộp khăn ướt mà để tại đây. Đây nè, mua hộp khăn ướt nè, để đây nè. Có hộp khăn ướt nè, 18.000 nè, để đây nè. Để đằng khăn ướt này lên mặt. Còn nếu mà không mấy thì mình mua giấy cuộn á, giấy cuộn mới chịu nổi. Khăn ướt lau mặt sáng lau mặt cho ông. Lau mặt gì? Chùi đít cho ổng bằng này không nè. Tại vì nó ướt chùi. Ướt chùi mới sạch đó. Còn không ướt chùi không có sạch, còn những giấy khô không có chùi được. Tại vì ổng nghĩ rồi là ổng dính cái đít ổng nó khô gan hà. Phải mà dùng khăn ướt mới được đó. Còn đây hẹn hát của ba đó. Gặp ngay lần hai đi, chịu quán lại. Là sáng ngày hôm qua là chú không có qua đó ha. Là ổng nói là ổng thèm bắp luộc ha. Mua cho ổng 20.000. Ổng nói tiền của tôi á là gớt nè, ổng lấy đưa cho tôi là mua cho ổng 20.000 bắp. Tiền nào gớt? Ở đâu trong túi ổng 50.000 ổng đưa tôi không biết nữa. Qua ai cho đó? Cái rồi cái ổng đưa cho tôi đó, ổng kêu tôi mua cho ổng 20.000 bắp mà mua cho ba trái 15.000, ổng ăn hết trơn ba trái luôn đó. Ổng ăn mạnh như lắm đó. Ổng ăn uống được là được. Không, tại vì ông ăn mạnh lắm mà sao ông ăn trái ông không có đã thèm. Nhưng ông đòi ăn đó rồi bà phải mua cho ông chứ sao giờ. Tại vì cô chú trên này cũng nói là khi mà bị bệnh tai biến như vậy á là cái phần hormone của chú nó sẽ bị liệt, nó sẽ không có còn hoạt động như bình thường nữa, cảm giác nữa, là tự động cái đó phân hay gì nó tự động ra luôn. Vậy hả? Bây giờ là chị mua uống thuốc điều trị từ 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 lại thì nó sẽ đỡ. Kêu bà, ông kêu tôi đó bà, tôi dặn ông tôi nói ỉa là kêu đó, sợ mày, ông kêu đó, ông kêu, ông nói ỉa đó, ông nói ỉa này thay tả cho bà, ông nói gì đó. Cái gì á, chú cứ kêu đi, chị sẽ làm cho. Còn mai mốt con hỗ trợ kinh tế cho chị, là chị cũng đỡ phần nào rồi. Chú ơi, trời lạnh phần tiểu quay sáng quá. Khỏi đó, đá được không? Không đá được, đá được, đá được, đá được, ông ấy không sợ mày, ông ấy đi tiểu, ông ấy kêu mày. Mày nói chuyện mạnh là ông không sợ, nó lớn tiếng không cũng ông sợ. Ông nói cái nhà này có quỷ gì để gõ cái giường hộp cọc cọc gì nè, ông không có ngủ được, ông nói vậy đó. Ai bệnh là vậy đó. Bệnh là như vậy đó. Vậy hả? Ông nói vậy đó. Ông nói có quỷ ma gì đó, kêu ông. Bà trời, con tôi đó nói vậy, tôi làm đi đó đi, cho nó vui. Rồi, yên tâm đi chú. Rồi, vậy đó, không có gì đâu. Rồi bây giờ hôm nay thì em hỗ trợ cho chị cái này. Ba bịch này là cũng cần cả nửa tháng rồi chứ không ít đâu nè. Rồi có gì đi rồi từ em qua em hỗ trợ tiếp.
Rồi cảm ơn chú. Rồi cảm ơn. Hỗ trợ từ từ chứ không phải là. Cảm ơn cộng đồng mạng giúp đỡ. Chứ không phải là gom tiền cho là 20 triệu. Biết có đâu. Ừ. Cái hoàn cảnh nào của chú chị, hoàn cảnh nào mà người ta bệnh, người ta cần gấp số tiền á, thì lúc đó mình sẽ hỗ trợ gấp. Còn mấy hoàn cảnh như vậy thì em sẽ hỗ trợ từ từ để giúp đỡ cho mình một phần nào đó thôi. Ha. Biết rồi chú ơi, tôi đâu nói gì rồi đâu, bây giờ nhà chị cảm ơn mọi người trên đó đi, cảm ơn mọi người đã thông cảm đi. Thì tôi cảm ơn rồi đó, mới cảm ơn đó. Cảm ơn cộng đồng mạng đó, cảm ơn cộng đồng mạng tất cả mọi người tha thứ cho tôi đó. Cả nhà trên đây cũng cho chị từ từ, cho chị một cơ hội để chị làm lại, chứ ai trên này ta cũng không thích cái chuyện này rồi. Thí dụ bây giờ cộng đồng mạng không giúp đỡ mà chú cũng không có giúp đỡ thì tôi cũng lo cho ba cho tôi chứ, lẽ giờ tôi bỏ đâu thì tôi cũng như là tôi dặn thì tôi nói vậy chứ không lẽ là sao giờ. Em nói chị một giọt máu đào hơn ao nước lã. Bây giờ cha dù gì bước ra đời, dù ổng cũng đi thì cũng phải là cha mình chứ, giờ mình bỏ đường nào. Không lẽ giờ mình đi ra ngoài đường mình gặp người này người kia mình còn thương, mình còn cảm được, cha ruột mình đang gặp cái tình cảnh nhưng mình không thương được, cũng sao ai có lòng nào mà làm như vậy được. Nè tới giờ còn đau nè, đau quá trời đau luôn. Em mua tiền cho tiền, em mua thuốc cho uống chưa? Uống rồi, uống hai lần. Bây giờ nó đỡ nhất là được rồi đó, là nó từ từ lại. Nó không có nhức mà nhưng mà nó tê, nó còn tê thì này. Thì đúng rồi. Nó tê, tê gì nè. Máy nó phải tê à. Mày lì lắm kìa. Tê. Rồi thì Hiếu cũng xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video này, và chị cũng đã có một cái tinh thần cũng đã khắc phục lại cái lỗi lầm của mình rồi, và cũng đang nuôi chú một cách hiếu đạo lại rồi. Giờ không có mấy chú thì tôi cũng nuôi ba tôi cũng bình thường thôi. Rồi chị nói vậy là cộng đồng cũng rất là mừng. Tôi dặn thì tôi nói vậy thôi chứ không lẽ giờ nói đâu. Giúp đỡ tôi được thì tôi mang ơn nhiều lắm. Cảm ơn chú nhiều lắm. Này thấy mọi chuyện nó im xuôi vui không? Dạ cũng vui, cũng mừng giùm cho nó dữ lắm chứ. Tôi cùng mời thằng bà nữa. Đây nè là cặp bên nhất luôn. Cùng mời thằng bà nữa. Mỗi lần gây cái ổng cái là qua tôi không. Alo. Tôi mừng lắm đó. Chào tốt. Nếu mà giờ mà được vậy là mừng lắm. Mừng lắm nha. Thấy chị cũng mừng dữ dằn. Kiểu như thì nó nhiều khi bà dặn bấm cho ăn, tôi cũng chăn là tôi bữa tối ổng. Có gì nó cặp giúp chồng gì đó. Tạo giùm con nha. Biết rồi. Đâu có gì mà thì ổng cũng như ba tôi vậy, tôi bỏ gì. Alo con. Biết rồi. Cũng như ba tôi thôi. Nói chung thì ba mẹ mất rồi thì còn có nên á, ba tôi cha mẹ tôi mất hết rồi giờ còn chị em không à. Giờ có bả rồi còn ổng nữa. Thì bây giờ nói chung là mừng chị thì mình không quan tâm tới đi, mình quan tâm tới chú rồi, tại vì không còn bao lâu nữa đâu. Đúng rồi, sống không có bao nhiêu chân cho ông ăn đi, phải chết cũng mãn nguyện nữa, vậy đi, yêu cầu tắm sạch sẽ được rồi. Chứ hồi nhỏ mình để đái gì bao nhiêu thì cũng cha cũng lo hết. Thì nó bây giờ không lẽ còn mấy bao nhiêu đó là không lo được. Mỗi lần hai cha con đi lộn cắm lết qua tôi, lết qua xuống nhà tôi làm sột gì nè, không ngủ được hết 3 giờ sáng chưa ngủ được sột gì nè. Ông ngủ được không? Cái tôi ghéo là tôi kêu nó, tôi kêu ông bên đông bên tôi lại không? Ông về dẫn ông về, dẫn ông về cho ông ngủ đi. Cái bác ông dẫn về cũng lết cho tôi nữa, dẫn về bên đây cũng lết cho bệnh. Khóa cửa là hả? Không, bà dặn bác không cho vô nhà, tôi cho ngoài này nè. Cũng như bà dặn lúc bà dặn á, bác cho vô nhà rồi bà lết cho tôi, ông lết cho tôi trải trong làm đỡ đi. Tôi đâu có chiếu tôi cho ông nằm, rồi chiếu ở đây thì nó dơ rồi sao tôi lấy được? Bởi vì mất tới kỹ ông mới nằm vậy thôi. Nhưng muốn lấy gói lên mình cho ông nằm, nó không có mình gói, đủ nằm. Được kìa. Không quả trời, không quả. Bây giờ ngày hôm nay được vậy là quá mừng. Rất là mừng, thiệt. Rồi, cảm ơn chị hàng xóm láng giềng, cặp bên nhà đó của chú anh chị. Mừng dữ lắm, ba chân mừng. Thóp lại tôi mừng rồi.